Xin kính chào các bác, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Gặp nhau mỗi ngày ạ. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2021. Cơ sở Lục Linh Dao Phốc Sen của em sẽ giới thiệu đến cả nhà cái bộ dao thép trắng nhé. Tất cả đều được làm từ thép trắng không gỉ ạ. Trước khi vào vấn đề chính thì em xin chia sẻ một chút. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, là ngày sinh nhật của em. Và từ hôm nay thì em Lục Linh chính thức bước sang tuổi 2 năm. Và cái kênh Lục Linh Dao Phốc Sen này em mới lập được khoảng hơn 1 tháng. Nhưng mà tuy nhiên thì đã nhận được rất là nhiều sự tin yêu của tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Em xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả mọi người ạ. Cơ sở bán hàng của nhà em tại thành phố Cao Bằng. Và em có hai số để các cô chú và anh chị kết nối nhé. Số chính là 0966 668 196. Và số Zalo của em là 0981 583 598. Đấy, và đây em sẽ để cái tờ này để cho các bác dễ nhìn nhé. Sau đây thì em xin vào vấn đề chính ạ. Đây, giới thiệu đến cả nhà cái bộ dao làm từ thép trắng không gỉ. Em sẽ làm theo bộ như thế này để chúng ta dễ phân biệt nhé. Ở đây thì có bán lẻ ạ, em có bán lẻ từng con, nhưng mà đây là một bộ, thế nên là em sẽ lên để cho chúng ta tiện theo dõi. Đây, đánh số thứ tự các thứ ở đây ạ. Hôm nay em tay trong nhà, thế nên là điều kiện ánh sáng nó sẽ hơi tối một chút nhá. Đầu tiên là con số 1. Đây, con số 1 là một con dao chuyên để thái. Con này thì em cũng đã lên rất là nhiều rồi. Dao chuyên thái này nè, các bác nhìn này, cán úp phun tang và có tận 3 đinh chốt. Đấy, rất là sáng bóng luôn. Nếu mà các bác mà mua cả bộ thì cái gian bếp của mình nó sẽ rất là nhìn rất là sang và sáng luôn đấy ạ. Nhưng mà tuy nhiên cái làm từ thép trắng thì nó có một nhược điểm là nó sẽ không sắc bằng từ thép nhíp đen nhá. Đấy, nhíp đen thì em sẽ lên làm một video sau. Hình số 1 này thì em bán với giá là 250.000, chuyên để thái, rất là đầm tay các bác ơi. Con này thì nó sẽ nặng khoảng 400g. Đấy, chiều dài lưỡi dao rơi vào khoảng 22-23cm ạ. Còn cái độ rộng thì em sẽ đo luôn ở đây nhé. Độ rộng thì sẽ rơi vào khoảng gần 8cm. Đấy, gần 8cm ạ. Cầm rất là vừa tay. Đây là hình số 1. Tiếp đến là hình số 2, cũng là thép trắng, cũng 3 đinh và cán ốp phun tang. Nhưng mà con này là chúng ta sẽ chuyên để lọc. Đấy, tiện tay thì mình thái luôn cũng được nhé. Cái con này ạ. Đây ạ, cán gỗ nhìn rất là chắc chắn đấy các bác này. Ở đây em vừa lấy từ xưởng về đây. Xưởng chắc chắn là làm thêm cả cái này để khi mà mình mở vào thì đỡ bị chọc vào tay đấy ạ. Cái này chuyên lọc nên các bác để ý giúp em là cái mũi của nó sẽ rất là nhọn nhá. Đây, con này thì em bán 220, là cái con rẻ nhất trong cái bộ thép trắng ạ. Độ nặng của em ấy sẽ rơi vào khoảng 300g. Đấy, 300g là đủ để chúng ta lọc. Mình làm mì gà hay là làm lòng các thứ đấy ạ, thì chúng ta có thể dùng con này, 220.000 ạ. Và đây là cái con siêu phẩm hàng mới về. Con này chuyên chặt nhá cả nhà ơi. Chuyên chặt, đấy. Đây ạ, con chuyên chặt làm từ thép trắng này thì chúng ta sẽ chặt được các xương to, xương sườn, xương ống. Đấy, còn nếu mà các bác để chặt xương châu bò thì em khuyến khích là chúng ta nên mua làm những cái con dao làm từ thép nhíp đen thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn cái bộ mà hôm nay em lên thì nó phù hợp để cho chúng ta dùng trong gia đình ạ. Đấy ạ, dùng trong gia đình thì chúng ta có thể chọn cái bộ thép trắng như thế này. Còn nếu mà các bác làm nhà hàng hay làm quán ăn thì nên dùng thép nhíp đen thì nó sẽ chặt được nhiều thứ hơn ạ. Đây, cái con này thì nặng 800g. Đây, để cho chắc chắn em cân lại một lần nữa, vừa nãy em đã cân rồi. Con này nặng hơn 800 nhé, hơn 800g một chút ạ. Đây, các bác sẽ chặt rất là đầm tay cái con này. Cũng là cán ốp phun tang mà có tận 3 đinh. Chiều dài của em ấy là rơi vào đây, chiều dài lưỡi dao rơi vào khoảng 24cm nhé cả nhà ơi. Chiều dài và 24 ạ. Và cái chiều rộng của em ấy là rơi vào khoảng 9cm. Đấy, rất là vừa vặn và nhìn rất là sang. Có cả lỗ treo dao này, khi mà chúng ta dùng xong thì các bác lau sạch đi, mình treo lên thì sẽ rất là tiết kiệm không gian. Và cuối cùng là con chuyên chặt, nhưng mà là thiết kế chuyên để chặt gà vịt. Con này nó sẽ không nặng như con này nữa, nó mỏng hơn và thông số kỹ thuật nó chỉ gần bằng một nửa thôi. Chặt gà vịt này thì em ấy nặng 500g, hơn 500g một chút ạ. Đây, nặng hơn 500g một chút nhé cả nhà ơi. Chiều dài và chiều rộng thì vẫn như thế, không có gì thay đổi cả. Đó, các bác muốn chính xác thì cứ nhắn em sẽ đo lại cho cả nhà. Đẹp, rất là sáng và sang. Thường thì hôm qua có một bác có chia sẻ với em là chị nhà rất là thích dao, nhưng mà mấy video vừa rồi em lên thì toàn dao nhọn nên chị hơi sợ. Đấy, thế nên là em hôm nay em sẽ quyết định là em làm một cái bộ dao như này thì các anh các chị đều có thể nhìn được và chúng ta sẽ không có cảm giác sợ sệt gì cả, tại vì nhìn nó rất là sang và
cái mẫu dao làm từ thép trắng này thì nó đã cải tiến rất là nhiều rồi ạ. Đây ạ, là một cái phiên bản mới và cải tiến rất là nhiều rồi, vừa sáng gian bếp này, vừa dễ bảo quản này. Đấy, thép trắng không gỉ nên các bác cứ yên tâm ạ. Đó, nhưng mà tuy nhiên về độ sắc thì em xin nhấn mạnh lại là nó sẽ không sắc bằng cái dao làm từ thép nhíp đen nhá. Ngoài dao thì gần đây em có bán thêm những cái món đặc sản ở Cao Bằng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác đầu tiên là cái món miến miến rong án lại. Đấy, miến rong án lại này thì một túi như này em đã đóng gói 1 kg rồi. Em bán với giá là 120.000 một túi nhá. Đấy, miến này em đi vào làng em chọn lọc rất là kỹ rồi. Các bác nhìn ạ, rất là được nhiều luôn. Miến này thì chúng ta có thể nấu nước hoặc xào lên đều được này. Còn ngoài ra với miến thì chúng ta sẽ phải có những cái món ăn đi kèm đúng không ạ? Thì em cũng bán thêm, chúng ta có thể chọn măng mầm. Đấy, các bác có thể chọn măng mầm đi làm với miến cũng rất là ngon. Một túi như này là 500 g, em bán với giá là 130.000 ạ. Đó, 130.000 cho một túi măng mầm như thế này. Cái này thì khô rồi, mình dùng sẽ được rất là nhiều đấy ạ. Nhìn kỹ thế thôi nhưng mà các bác yên tâm, rất là tiết kiệm về kinh tế và chúng ta bảo quản rất là dễ. Đó, măng mầm này là ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng nhé, đặc sản của Bảo Lạc. Và một cái món rất là quen thuộc của chúng ta trong những ngày Tết hoặc là những ngày thường, đó chính là nấm hương rừng. Một gói nấm như thế này, đây, em bán với giá 150.000 nhé. Trọng lượng của nó là cũng 500 g. Nấm hương rừng này thì em cầm như này không mà em đã ngửi thấy cái mùi thơm rồi. Không biết truyền tải cái mùi thơm này cho các bác như thế nào đây ạ. Làm từng sâu như thế này rồi ạ. Đây, hàng của nhà em thì các bác yên tâm cam kết đúng nguồn, sạch và không chất bảo quản. Đấy, đóng gói như thế này thì gần Tết đến xuân về các bác sẽ có nhu cầu mình mang đi biếu hoặc mang đi làm quà đấy ạ. Thì các bác cứ nhắn em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ kết nối với nhau qua cái số Zalo của em. Đây, cái số 196 này cũng là số của em nhưng mà em hoạt động lĩnh vực thời trang. Còn cái số Zalo này thì em sẽ chuyên phục vụ các bác về dao và đặc sản Cao Bằng ạ. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em nhé. Rất mong sắp tới sẽ nhận được sự tin yêu của cả nhà và nhiều sự ủng hộ hơn nữa ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai.